Sau đây xin giới thiệu đến các bạn một ván đấu đối công rất hấp dẫn tại vòng 3 giải bảng thần voi đang diễn ra giữa Tào Nam Lỗi Đi Tiên gặp Ung Dương Công Tử. Tới trận này thì Tào Nam Lỗi sử dụng thế trận pháo đầu quá hà xa để tấn công cái thế trận bình phong mã tốt 7 của Ung Dương. Lúc này thì bên đỏ ấn tốt 7 và ngay lập tức thì Ung Dương đã ứng phó bằng cái hệ thống bình pháo đổi xe quen thuộc. Tới đây thì bên đỏ Tào Nam Lỗi đã sử dụng phương án mã 8 tấn 7 đối cái thế trận bình phong mã của Ung Dương. Tới đây thì các bạn có thấy là có 3 phương án hay được sử dụng, thì cái phương án thất lộ mã trong trận đấu này đã được Tào Nam Lỗi sử dụng. Đây là cái phương án ít sử dụng trong thời gian gần đây, nhưng mà chắc chắn là Tào Nam Lỗi đã có sự nghiên cứu và chuẩn bị với cái phi đao này rồi. Ngay lập tức thì Ung Dương đối phó bằng lướt quen thuộc và sử dụng cái đòn xe 8 tấn 5. Thông thường tới đây thì các nhân thủ bên đỏ hay sử dụng lướt pháo 8 tấn 2 và bên đen lên tượng 3 tấn 5 đá pháo 5 bình 6. Diễn biến tiếp theo nó sẽ rất là phức tạp. Nhưng mà trong trận đấu ngày hôm nay thì Tào Nam Lỗi có một sự bất ngờ cho Ung Dương, đó là khi anh mở binh 3 tấn 1 như này. Thì với lúc mở binh 3 tấn 1 như này thì xe mà ăn vào thì bên đỏ sẽ phóng hai con mã lên hà rất là mạnh. Thế nên là buộc Ung Dương phải thoái xe một nước để nếu như tốt ăn sang thì ăn xe vào thôi. Nhưng mà Tào Nam Lỗi đã có một cờ rất là hay, đó là mã 6 tấn 4. Đấy, mã 6 tấn 4 nếu như mà tốt ăn sang thì sẽ lém con mã 4 tấn 2. Còn mã ăn lên thì sẽ ăn được xe về ghim cây. Với cái lướt ứng phó này thì Ung Dương Công Tử đã đối phó một lướt cờ rất hay, đó là lướt pháo 2 trái 1 tạo thành cái hệ thống pháo gánh phòng thủ rất là vững chắc. Lúc này thì Tào Nam Lỗi bắt đầu đá pháo 8 binh 9 tạo thành hệ thống hũ cừu pháo để xuất lộ con xe 9 ra lộ 8. Lúc này thì Ung Dương bắt đầu ăn tốt sang, ngay lập tức thì Tào Nam Lỗi nhảy mã 4 tấn 2. Lúc này đã hình thành cái thế trận hai bên đối công rất là quyết liệt. Ngay lập tức thì bên Ung Dương thúc tốt xuống bắt mã và Tào Nam Lỗi xuất xe phế mã. Lúc này thì trong thực chiến thì Ung Dương chọn phương án 1, nếu như mà ăn con mã này thì diễn biến tiếp theo sẽ là ăn pháo và sau đó xe 4 tấn 2 bắt lại pháo. Nếu như pháo chạy thì vật con pháo sang. Các bạn có thể thấy là sẽ tạo ra cái thế gọi là đối công cũng rất là mạnh. Nếu như treo con tượng lên thì đi xe 4 bình 3 và bắt lại một quân. Đấy, thế nên là Ung Dương không muốn tình huống ăn con mã này nên là lên con tượng trước để tạo thành cái hệ thống phòng ngự chắc chắn đã. Lúc này thì Tào Nam Lỗi buộc phải đi xe 8 tấn 7 bắt mã, Ung Dương xe 1 bình 3. Và tới đây thì đương nhiên là phải chạy con mã với cung rồi. Sau khi chạy con mã với cung thì Ung Dương bắt đầu đi pháo 2 bình 4 để có thể đe dọa những cái thủ pháp pháo 4 tấn 1 hoặc pháo 4 tấn 2 sau này. Lúc này thì Tào Nam Lỗi bắt đầu chém đấu pháo đi để cắt đứt cái hệ thống phòng ngự của đôi pháo gánh. Sau khi đấu xong thì Tào Nam Lỗi bắt đầu tấn xe bắt pháo, buộc Ung Dương Công Tử phải chạy pháo thâm biên và tiếp đó là pháo 9 tấn 4. Lúc này thì Ung Dương cũng pháo 9 tấn 5 để uy hiếp vào trung lộ đánh vào con mã cung. Lúc này thì các bạn có thể thấy là nếu như mã 5 tấn 7 thì sẽ bị đòn pháo 9 tấn 3 và xe 8 tấn 5 đánh vào cánh tượng yếu đó. Lúc này thì Tào Nam Lỗi có lực cờ hết sức là bất ngờ của đối công, đó là pháo 5 bình 9 bỏ tốt đầu cho Ung Dương ăn. Sau khi vật chiếu thì Tào Nam Lỗi phóng con mã 5 tấn 7 lên bắt pháo, buộc pháo 5 phải thoái 1. Tiếp diễn thì Tào Nam Lỗi bắt đầu chọc pháo chiếu, buộc Ung Dương phải thoái mã về, sau đó thì giật con xe về bắt con pháo. Lúc này thì Ung Dương binh 5 tấn 1 thì Tào Nam Lỗi bắt đầu tiếp tục mã 7 tấn 6 để đe dọa đòn mã 6 tấn 7 tập trung tứ tử tấn công vào cánh phải của Ung Dương. Lúc này thì Ung Dương tiếp tục đi xe 8 tấn 3 đe dọa chiếu rút, buộc Tào Nam Lỗi phải thượng tướng. Tiếp đó thì Tào Nam Lỗi phải thượng tướng và Ung Dương đâm chiếu. Lúc này thì xuống tướng. Tới đây trong thực chiến thì Ung Dương Công Tử đã chọn phương án mã 7 tiến 8. Sau khi phân tích lại thì bên đen lên đi xe 8 bình 4 bắt con mã này. Nếu như mà ăn xuống thì thoái con xe hai lướt đe dọa chiếu rút và con xe nó chuyển sang cái này thì nó công thủ toàn diện hơn. Nhưng mà trong thực chiến thì Ung Dương bắt đầu nhảy con mã 7 tiến 8 này lên bắt xe, buộc Tào Nam Lỗi phải xe 4 tấn 1. Và tới đây thì các bạn có thể thấy là nếu như giật xe đe dọa chiếu rút thì các bạn có thể thấy là bên này thượng tướng thì cũng có thể ném con mã 8 tấn 9 tạo tình huống xe phá mã tốt, đối công rất là căng thẳng. Nhưng mà trong thực chiến thì Ung Dương tiếp tục xuống con tượng 7 cũng được, đây là phương án cũng đối công rất là mạnh. Lúc này Tào Nam Lỗi
thoái con xe 8 thoái 4 về để không cho cái đường mã 8 có thể lên xuống 9 hoặc lên xuống 7. Lúc này thì Uông Dương bắt đầu top 7 tấn 1. Thì các bạn có thể thấy là hình cờ này hai bên đang đối công quyết liệt và rất là căng thẳng. Lúc này trong thực chiến thì Tào Giang Nối thượng tướng, nếu như phân tích kỹ thì lên giật con pháo 9 thoái 1 bắt con xe. Nếu như tốt ăn lụt xuống thì lúc đó chém mã 6 tấn 7, và lúc này thì bên đen nó hết sự nguy hiểm của con tốt lụt đó. Đấy. Nhưng mà trong thực chiến thì Tào Giang Nội thượng tướng tạo lên cái tình thế đối công hỗn loạn rất là căng thẳng. Sau khi thượng tướng thì Ung Dương bắt đầu thoái con mã 8 thoái 7 về bắt xe, buộc Tào Giang Nội phải ăn xe vào tốt. Tới đây thì Ung Dương lại đi tốt 7 bình 6. Nếu như phân tích kỹ thì lên ăn tốt xuống bắt bắt tướng, nếu tướng mà xuống thì đi xe 8 bình 6 sát cục ngay, buộc tướng phải thượng. Nếu tướng thượng thì vật con pháo sang tốt như này, mà mã ăn tốt thì chuyển con xe 8 bình sang độ 3 như này. Nếu như ném con mã xuống đây thì các bạn có thể thấy là vật tượng vừa công thủ toàn diện đấy. Nhưng mà trong thực chiến thì Uông Dương lại đá tốt chiếu, buộc Tào Giang Nỗi phải xuất tướng. Sau khi xuất tướng thì Uông Dương bắt đầu chuyển con pháo 5 bình 9, và lúc này thì Tào Giang Nỗi cũng kệ cho hai bên đánh nhau tóe khói, ăn mã 6 tiến 7 để chuẩn bị sử dụng thủ pháp mã 7 tấn 9. Lúc này thì Uông Dương bắt đầu thoái con xe về để bắt con mã, thì Tào Nam Nội bắt đầu tốt 7 tiến 1 sang sông hỗ trợ. Lúc này thì Uông Dương bình con pháo 9 bình 3 sang đến để mục đích là có thể trừ khử con mã nguy hiểm. Lúc này thì Tào Nam Nội cứ nhảy mã 7 tiến 9 không cho đổi, và lúc này thì Uông Dương buộc phải chém con tượng lên con tốt để truy kích con mã nguy hiểm đó. Thì tới đây trong thực chiến thì Tào Giang Nội đi xe 5 bình 6, phân tích lại thì lên đi tức xe 8 bình 6 này nó sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như bên đen mà lên mã, bắt buộc phải lên mã rồi, tại vì nếu không bị chém nó mã cục ngay đấy, bắt buộc phải lên mã. Mà lên mã thì có thể thoái con mã 9 thoái 8 về, xong nước sau phục thủ pháp xe 6 tấn 3 bắt chết quân là ưu thế lớn đấy. Nhưng mà trong thực chiến thì Tào Giang Nội lại đi xe 5 bình 6 đấy, và lúc này thì Ung Dương công tử ăn con tượng về mã. Lúc này thì buộc phải vụ pháo chiếu rồi, lúc này vụ pháo chiếu thì bắt buộc phải chi sĩ lên, và sau đó thì Tào Giang Nội đá pháo 9 bình 8 một lước để khóa quân. Lúc này thì trong thực chiến thì Uông Dương lên tướng và bị thua Tào Giang Nội. Phân tích kỹ lại thì lên đi mã 7 bình 6. Nhưng mà các bạn có thể thấy là tình huống này hai bên đối công vô cùng phức tạp, cái chuyện sai sót là không thể tránh khỏi. Lúc này thì nếu phân tích kỹ thì lên nhảy con mã này cao hơn, nếu như ăn mã thì sẽ bị vỗ chiếu, và sau đó thì thượng tướng lên là đỡ được hết, đâm chiếu thì rút pháo về, và nước sau có thể đi pháo 3 bình 4 bắt cục luôn đấy. Còn nếu như vỗ chiếu này thì lên tượng thôi, ăn ra mã chiếu thì các bạn có thể thấy là bình xe bắt luôn con pháo như này đấy, thì tình thế sẽ hết sức là phức tạp. Nhưng mà trong vào thực chiến thì Ung Dương lại thượng tướng ngay lập tức, thì Tào Giang Nội chém xe xuống sĩ ngay đấy, và lúc này thì buộc phải nhảy mã lên để tìm đường vỗ chiếu đấu xe đấy. Nhưng mà lúc này thì bên Tào Giang Nội đâm chiếu và ngay lập tức bật con pháo 8 bình 6 để không cho Ung Dương có cơ hội vỗ chiếu đấu xe. Tới đây thì các bạn có thể thấy là bên đen hết thế công và không thể chống đỡ được, nên là Ung Dương đã xin thua Tào Giang Nội. Đây là phải nói là một cái ván đấu đối công rất căng thẳng và phức tạp. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi ván đấu này.